Hello, xin chào tất cả các anh em đam mê về dòng chó khổng lồ. Mình là Dũng Bát Đốc đây. Thì nay mình cũng quay sơ sơ trại mình. Thì mình có giới thiệu thêm là bé Coca. Bé Coca là con của bé Hedwig và bé Lisa. Bé Coca là bố là Ngao Nam Phi, mẹ là Bát Đốc. Nên là mình gọi bé là Bát Đốc chứ mình không gọi là Ngao Nam Phi. Bởi vì hai cái từ Bát Đốc là giống chó mới, là giống chó mà được nó lai tạo từ nhiều dòng chó khác nhau thì được gọi là dòng chó Bát Đốc. Đấy, dòng này thì về tập tính thì khá là hiền lành. Đây là bé Hedwig. Bé Hedwig là bố của bé Coca. Và bé Hedwig thì cũng đã lớn tuổi rồi. Bé Hedwig thì tới nay là cũng 4 mấy năm tuổi rồi. Bởi vì là bé Hedwig về tới trại của mình là bé đã đạt 3 tuổi rồi, người ta đã nuôi trưởng thành bên Thái rồi. Sau đó về thì mình cũng phối giống và sinh ra bé Coca. Bé Coca thì mới hơn được 1 năm tuổi thôi. Trọng lượng thì cũng thua bố xa. Trọng lượng của bé Coca thì mới 67-68kg à. Bé Coca khi đạt full chắc cũng rơi vào khoảng 75-80 chứ cũng không được như bố. Bố bây giờ nó cũng ốm rồi, thứ nhất là già, độ tuổi tác. Thứ hai là cái chế độ ăn ở bên mình nó không bằng cái chế độ bên nước ngoài. Đấy, bởi vì ngày xưa mình đưa bé Hedwig về đến tận 92kg. Nhưng mà bây giờ mình cân bé nó cũng nằm vào khoảng 83-84 rồi. Đấy, độ tuổi nó lớn cũng kèm theo là chế độ dinh dưỡng nó thấp. Thì nó kéo cho bé chó nó không được đạt cái cân nặng tối đa. Còn bé cũng càng thế, hiện bé đã còn ốm. Còn những bé này, cái ở đây là dàn hậu cung của Kinh và Hedwig. Thì tới đây dàn hậu cung này sẽ nhường lại cho Coca, bởi vì Hedwig phối giống không còn được đảm bảo nữa. Một phối 4-5 bé thì có bé 2 bé xịt, cái lượng tinh nó không còn được đảm bảo nữa, nên chắc bé Hedwig tới đây là mình cho bé dừng phối để bé được nghỉ ngơi, hưởng cái tuổi già và vui vẻ. Nhìn thằng con, nhường lại dàn hậu cung cho thằng con. Coca thì rất là ok, Coca nó khá là đẹp. Tới đây mình sẽ chăm cho Coca nó thực sự đẹp. Còn bé này là Elizabeth. Elizabeth thì đẳng cấp rồi, một bé cái mỏm ngắn với là màu lông mắt mắt đấy. Còn bé kia là bé cọp, màu vện là bé cọp. Những anh em nào mà có thể đam mê về những cái dòng chó như thế này thì có thể liên hệ trại mình để mình chia sẻ con giống cho anh em. Thì tầm khoảng chắc 4-5 tháng là mình mới lại có con giống. Thường là mình bán mấy bé này nó cũng khá là rẻ, khoảng 10 triệu quay đầu là anh em đã có chó chơi rồi. Nên là rất nhiều anh em đam mê với cái dòng chó này. Nuôi mấy cái dòng chó này thì thứ nhất là mình cần quan tâm và chăm sóc của nó, có thời gian chơi với bọn nó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là mình phải có điều kiện kinh tế nó tốt xí. Bởi vì mấy bé ăn rất là dữ, ăn một lần ăn thau ăn chậu á. Chứ còn muốn nuôi một chú chó đẹp thì dinh dưỡng nó phải đẹp.